Chắc còn một video nữa là đây là của anh à? À, của Công. Đây, lại ra của Trương tí. Đây, số của Trương rồi nhé. Có cây nào không hỏi được giá ở đây thì alo nhé, không nhá. Không mà bảo tôi không có số. Cây 35 thì trước đây vẫn còn đây rồi. Cũng mai này cũng thế. Có cây bất diệp này mới, tính đã hỏi giá đây vui. Ông kia cũng làm cái bộ tóc giả đâu, nhìn kiếp quá. Tóc giả nhìn kiếp quá. Mai xanh, và hôm nay nở hoa nhiều hơn đấy. Đấy, chơi Tết, hàng chơi Tết kìa. Anh Trương vừa nãy để cái si cho ấy kìa. Có, để cái si để cho hắn bao nhiêu đây anh? Để cho hắn bao nhiêu đây? Ôi, bí mật để công khai đi chết. Hắn vừa bảo là 5 à? 6. Hôm nay thì bao nhiêu anh? Đây. Bao nhiêu? 40. Con này năm năm triệu. Tuyệt vời đấy. Hùng nhất này không có đi nhỉ? Hôm nay bắt con cái chiêu đây mà. Nó trở về đâu Hùng? Con lão hôm để mỗi ở trên cái xe đây. Được. Đi buôn hàng Tết rồi. À, cao khoảng độ hơn 1 mét từ mặt trở lên. Thân vặn xoắn này giống bích diệp nó như vậy, cây quốc tế. Wow, ngược sáng quá. Tín đồ bách diệp, dành cho tín đồ bách diệp 55 triệu. Bên kia 40. Chơi Tết đẹp tuyệt vời. Con cái thì ốm mà bố cứ đi lang thang này. Cây của Trương thôi nhé. Cảm thấy cái nào hợp nhãn thì alo. Cái giá rổ thì báo nó cũng chỉ tương đối, có cây báo rất chuẩn, có cây thì còn du di. Được cái cốt được. Đấy. 29. Ừ. 9. Số rất đẹp. Số rất đẹp.
đấy, 9 triệu các bác nhé. Chi tử hay còn gọi là rành rành đấy, cái chậu cũ này hay này, trồng rất mát, rất đơn giản nhưng mà cái này nó u này, nó nhẹ, nó thanh thoát, nó nhẹ đấy, trồng rất mát. Cây phía trước của cái cây 40 kìa, phía sau của cái cây phía mặt chính của cái cây bách diệp đấy, hướng nên nó không vào được. Mai chứa thủy trung ngu này hôm vào giá rồi cũng nhiều tiền đấy, hàng lấy ở triển lãm rồi. Lèn vào đây tí. Đấy, những cái cổ này giữ lại về dâm là lên ấy. Sau rồi tất nhiên dâm cây thì nó còn lâu, nhưng mà cũng phải 2-3 năm là còn có hình hài. Nhưng mà để ghép thì là rất tốt. Những cành điền này à, bách diệp. Tấp nập người mua hoa, miếng này các bác, xe hoa phục vụ Tết. Đấy, cứ chỗ nào mà như chỗ này thì sướng. Đấy, không cần phải xẹo díp gì. Gồ ghề mà lại mịn, gồ ghề nhưng lại mịn, các bác hiểu. Chi tử hay còn gọi là danh danh hay còn gọi là chi tử đấy. Rừng cắt thế đấy, mỗi người một ý rất khó. Đấy, này về là làm cái vay bừa, vay trâu, vay bò. Đâu, cái cây này thì đẹp lên nhà tôi không? Đúng rồi. Báo cáo, à đây để cái nhỏ nhỏ để của ông nào chẳng biết. Xinh xinh này không? Biết bắt không có cái cây nào nó bắt được vào khung hình mà hơi lưng tí là mà lên được, uống nước hết với nhau. Vâng, ông hòa đây ra đây à? À toàn hôm mai nhỉ, 500 một cây nhỉ, đúng không? 500 một cây, 4-5-20 lên được cái này, được này. Về làm hàng thương mại tốt quá. Nghệ nhân đến từ Cộng hòa Séc. Cái này của ai không biết? Nó bảo 1 triệu. 1 triệu. Dâm bụt. Dâm bụt ta. Đấy. Hàng mới lên chậu. Này toàn tre này. Tre lên 1 triệu thôi. May là cây của
cây của Hưng đây rồi. Đây cây của Hương. Hương còn hàng khai thác, hàng rừng. Quay xi. Ừ đấy, đẹp. Đẹp tuyệt vời đấy. Hôm nay có buôn hàng Tết không bác? Có. Đào quất rồi. Và giá cho anh em biết cái cây si bao tiền ấy bác? Này, chuẩn 4 triệu. Chuẩn 4 triệu. Được cả đá lẫn cây, trậu. Còn cây lộc vừng này? Này 800. 800. Cây xanh này 3 triệu. Xanh 3 triệu, cây du thì bao nhiêu? Du 3 triệu. Du 3 triệu, còn cây móng nhỉ? Bao nhiêu? Giống móng á? 8. Triệu 8. Rồi, ok, để bắt đầu quay kỹ. Anh ơi, con này đổ bò kinh nhỉ. Đường đổ rất kinh. À, con hàng giỏ xe này anh ơi nhỉ. Vẫn cắm cả chìa khóa đây. Đấy, cả xe luôn. Có thương ngăn cánh. Cái du là đẹp đấy. Rất dài. Có cần đọc số không? Đọc thêm là nữa nhỉ? Đó. Lại đọc số phát cho nó vui. 0936 0936 8080 6659 6659. Nhà vườn ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Ở đấy cây này đẹp này. Quả này, lá liếc chăm tốt nhỉ. Xem ông ấy là thế chàng quả đấy. Quay cho ông ngồi yên bác đằng kia công an đuổi hết rồi, không được ngồi ra hết vào phía bên này. Đấy, các cụ chơi cái này quá xinh, sạch sẽ. Cả tượng lẫn cây này. Xanh lá móng. Rồi, ok rồi.